Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một tin tức đang gây sự chấn động trên thế giới, thưa quý vị. Thứ nhất đó là biến thể Omicron đã lan tới 108 quốc gia trên thế giới và đã có những người chết vì biến thể Omicron. Thì tin tức mới nhất là trong 3 ngày qua vào cái dịp lễ Giáng sinh thì các hãng máy bay trên thế giới đã hủy chuyến rất nhiều, thưa quý vị. Có thể nói rằng riêng đất nước Hoa Kỳ trong 3 ngày đã hủy trên 7.000 chuyến bay với cái sự liên quan đến biến thể Omicron. Xin thưa quý vị là như vậy. Và cá nhân tôi cũng đã ra thị trường Dulles Airport và chứng kiến là cái số người giảm đi rất nhiều, thưa quý vị. Gần như là sân bay khá là vắng lặng so với những ngày thường là rất đông. Và có thể nói là những chuyến bay hầu như là không có người, thưa quý vị, hoặc là bị hủy chuyến, lên tới con số trong 3 ngày 7.000 chuyến bay đã bị hủy. Có thể nói là vắng, hết sức là vắng luôn. Không thể ngờ là trong 3 ngày đó mà số lượng các hãng máy bay American Airlines, Delta, Northwest, JetBlue, vân vân. Và trên màn hình đây là bản tin của CNN. Họ nói rằng là trong cái tuần lễ Christmas weekend này hơn 5.000 chuyến bay đã bị hủy. Nhưng mà trên thực tế, tin tức cập nhật vào hôm nay thì cho biết là trên 7.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ, thưa quý vị. Và trên thế giới thì trên 6.300 chuyến bay đã bị hủy bỏ trong 2 ngày, thưa quý vị. Gây ra những cái cảnh náo loạn ở các thành phố, các nơi đông người, các nơi mà du lịch và các sân bay phi trường. Xin thưa quý vị như vậy. Nhiều người giờ chót mới hay tin là hãng máy bay đã hủy chuyến. Lý do hủy chuyến đơn giản là vì Delta, là vì Omicron. Nhiều hãng máy bay họ đã bị kiệt quệ về tài chính, thưa quý vị. Và nếu chẳng may trong một chuyến bay mà có một người bị nhiễm COVID-19 Omicron chẳng hạn như vậy, thì có thể nói là tốn kém hết sức là nhiều tiền để mà khử trùng nguyên cả chuyến máy bay, rồi cho nhân viên phi công phải đi cách ly 14 ngày, thưa quý vị. Nói chung là rất khó khăn, chưa kể là phải truy vết, truy xét đủ thứ hết. Cho nên thà là họ hủy chuyến còn hơn là bay, nhưng mà với cái tâm trạng là phập phồng, lo sợ vì cái biến thể Omicron này nó lây lan rất nhanh, thưa quý vị. Trong vòng hơn 1.5 tháng kể từ ngày 4 tháng 11 được phát hiện ở Nam Phi thì bây giờ nó đã lan ra trên 108 quốc gia trên thế giới. Thì vừa nói đến con số 6.300 chuyến bay quốc tế bị hủy, thì trong đó các chuyến bay xuất phát từ Trung Quốc chiếm hơn 30% trên thế giới, thưa quý vị. Có thể nói là những chuyến bay tới và những chuyến bay vô bay ra Trung Quốc bị hủy chuyến rất nhiều. Và Trung Quốc là áp dụng chính sách Zero Covid, nói không với Covid, cho nên Trung Quốc sẵn sàng đóng cửa đường biên nhằm giảm con số lây lan dịch bệnh từ nhiều nơi đổ vào Trung Quốc hay là từ Trung Quốc đổ ra thế giới, thưa quý vị. Nói chung biện pháp rất ngặt nghèo, như chúng tôi nói là phong tỏa rồi cách ly, thậm chí là đóng cả đường biên trong một thời gian để cho dịch bệnh nó giảm bớt con số, thưa quý vị. Và ngày hôm qua, Trung Quốc là có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất từ trước tới nay. Đó là cái lý do mà Trung Quốc đang hết sức sợ hãi, xin thưa quý vị là như vậy. Mặc dù trên thế giới ai cũng biết, đóng cửa, hủy chuyến bay, hủy các phương tiện giao thông, nó sẽ gây ra những sự thiệt hại nặng nề về kinh tế. Nhưng mà đây là cái tình thế bắt buộc. Hàng ngàn chuyến bay và có thể lên tới hàng chục ngàn chuyến bay
đã bị hủy bỏ trên khắp thế giới thưa quý vị. Nói chung là ở Hoa Kỳ cũng đã có trường hợp tử vong vì Omicron. Và cái điều đáng buồn ở đây chúng tôi cũng xin nói và quý vị khán giả cũng biết là với 3 mũi tiêm thì cái khả năng mà chống được Omicron chỉ còn 40-50% hiệu lực thưa quý vị. Và tin tức trong tuần thì cũng cho biết có 2 tin vui nhưng mà chẳng cứu vãn được tình thế, đó là 2 hãng ở Hoa Kỳ được cấp phép về thuốc điều trị COVID-19. Hãng thứ nhất là hãng Pfizer thưa quý vị, và hãng thứ hai là Merck, là những đại công ty về thuốc men. Có thể nói rằng với 2 tin tức đó, thị trường cũng không mấy mặn mà thưa quý vị, vì đại dịch COVID-19 thật sự đang tiếp tục hoành hành. Nó cứ đi theo một cái chu kỳ hình sin, thả lỏng thì một vài tháng sau, một vài tuần sau, dịch bệnh bùng lên. Rồi khi siết chặt lại thì dịch bệnh giảm xuống, số tử vong giảm xuống. Nó cứ đi lên hình sin rồi đi xuống, rồi đi lên đi xuống. Nhiều quốc gia bây giờ đang bước qua cơn dịch thứ tư, thứ năm thưa quý vị. Và điều lo sợ là cái sự mà cạn kiệt về y tế, quá tải về y tế. Ở Hoa Kỳ này chúng tôi cũng đã nói là đã phải sử dụng xe đông lạnh để mà chứa xác, chứ cái số người tử vong ở nhiều nơi nó quá nhiều so với cái khả năng mà ướp xác đông lạnh. Rồi quá tải cái nhà quan, rồi quá tải cái buồng thiêu xác, nói chung là hết sức là mệt mỏi thưa quý vị. Và kể cả bệnh viện, cái số giường cũng là bị giới hạn, những cái giường mà ICU ở những trung tâm cấp cứu. Có những nơi thì bây giờ đã hủy bỏ những cái việc tụ tập, xin thưa là như vậy. Chẳng hạn như chúng tôi cũng đã đưa tin là khu quảng trường thời đại Times Square của New York đã quyết định là chỉ cấp phép cho tối đa là 15.000 người, thay vì hàng năm lên tới cả 100.000 người tụ tập thưa quý vị. Nói chung là tìm mọi cách làm giãn cách xã hội, cách ly. Nhưng mà chúng ta biết là những cái biện pháp chấp vá tạm thời đó thật sự là không mấy hiệu quả. Có nhiều tiểu bang bây giờ đã trở lại cái việc mà bắt buộc đeo khẩu trang, xin thưa là như vậy, hoặc là làm những cái vấn đề gắt gao. Nếu tới ngày 31 tháng 12 mà không có giấy chích ngừa thì cho nghỉ việc thưa quý vị. Nói chung là không thể tương nhượng với cái cuộc chiến này, không thể mà gọi là lơ là, mất cảnh giác, chủ quan, sẽ lãnh ra những hậu quả hết sức là khốc liệt. Có thể là có những trường hợp chẳng những tử vong mà tử vong hàng loạt. Có những gia đình cả 4-5 người cùng tử vong vì COVID-19 thưa quý vị. Vì chúng ta cũng biết là sinh sống trong những cái không gian nhỏ hẹp, không đủ khoảng cách 2 mét để mà ấy, để mà có cái khoảng thở và có cái sự là tránh lây lan những con virus từ người này qua người kia bằng đường hô hấp thưa quý vị. Do đó chúng ta thấy là cái sự mà đề cao cảnh giác hay là rửa tay rồi đeo khẩu trang kháng khuẩn, ở đây chúng ta nói đi nói lại là khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang y tế thưa quý vị, không phải là những cái khẩu trang vải thông thường. Nếu mà chúng ta đeo những khẩu trang chỉ có chống bụi thì không mấy tác dụng, xin thưa là như vậy. Tại vì nhiều người nghĩ rằng là cứ đeo những cái khẩu trang chống bụi là sẽ an toàn, nhưng mà trên thực tế không có tác dụng gì cả. Mà chỉ có những cái khẩu trang có những cái chất kháng khuẩn 4 lớp thì mới có khả năng ngăn cản được cái việc mà thở ra hoặc hít vào những cái con virus thưa quý vị. Và trên màn hình thì quý vị thấy
là tin tức nói có 6.300 chuyến bay đã bị hủy vì Omicron, thưa quý vị. Và đây là những chuyến bay trên thế giới. Ngoài việc mà 7.000 chuyến bay ở Hoa Kỳ bị hủy bỏ trong 3 ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật vào cái mùa lễ Noel hay còn gọi là lễ Giáng sinh. Nói chung tình trạng này nó gây ra sự rối loạn và người ta đã có những cuộc phỏng vấn với những hãng máy bay và họ cho biết hiện nay là họ đang kiệt quệ về nhiều vấn đề, thưa quý vị. Về vấn đề nhân sự thì có những phi công, có những công nhân viên làm việc cho các hãng máy bay do tiếp xúc nhiều người cho nên đã bị nhiễm Covid-19 và phải bị cách ly. Do đó thiếu hụt nhân sự để mà có thể bay những chuyến bay phục vụ cho hành khách. Ngoài ra còn vấn đề là nhiều nhân viên hoảng sợ, thưa quý vị. Ở đây là một là tự ý nghỉ việc, đổi nghề hoặc là bị sa thải bắt đầu từ 2020. Cho nên những hãng máy bay trong cái tình trạng lúc nào cũng thiếu hụt và nhân viên thì không sẵn sàng quay trở lại cái nghề mà phục vụ trên máy bay, thưa quý vị. Nhiều phi công cũng đã xin nghỉ việc hoặc xin về hưu sớm vì sợ và lo cái nỗi mà bị nhiễm Covid-19, đặc biệt là những người mà là lao động chính trong gia đình, thưa quý vị. Chẳng hạn như cả đại gia đình nhưng mà chỉ phụ thuộc vào một ông chồng, mà nếu mà chẳng may ông bị dính bệnh Covid-19 và phải nghỉ việc, nghỉ làm rồi thậm chí là phải đi bệnh viện điều trị chẳng hạn như vậy, rồi sau đó sức khỏe không bảo đảm, sức khỏe yếu dần. Nhiều người bị Covid-19 sau khi mà hồi phục thì bị sức khỏe yếu, thưa quý vị. Và có thể nói là khiến cho dẫn tới tình trạng là bị đuổi việc, không còn khả năng lao động như lúc trước. Rất nhiều người bị giảm trí nhớ chẳng hạn như vậy. Và làm mọi việc đều chậm chạp. Có thể nói với cái việc mà Covid-19 này nó làm đảo lộn rất nhiều trong xã hội. Có những người ỷ y, những người bất chấp thì cũng đã chết vì Covid-19 và ra nghĩa địa, thưa quý vị. Có những thành phần tuyên truyền nói ngược, chẳng hạn như nói là Covid chỉ là cúm mùa, không có gì đáng nguy, không có gì đáng sợ. Nhưng mà xin thưa, không có gì đáng nguy, không có gì đáng sợ. Tại sao nó gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la, hàng ngàn tỷ đô la và nó các hãng máy bay buộc phải trả tiền lại cho hành khách và hủy chuyến bay, thưa quý vị. Nhiều cái áp lực hết sức là lớn. Các hãng máy bay nhiều khi bây giờ đang trong tình trạng hấp hối. Nhiều hãng máy bay buộc lòng phải bán tài sản, bán máy bay giá rẻ để cầm cự trong cái mùa dịch này. Vì càng bay càng lỗ, càng bay càng dễ dính dịch bệnh, thưa quý vị. Những cái mà như là giấy chích ngừa ít nhất 2 mũi rồi kiểm soát nhiệt độ vân vân đều không mấy có giá trị, rồi quý vị. Nhiều người tưởng là âm tính nhưng mà thật ra họ dương tính, mang mầm bệnh. Nói chung là cái vấn đề mà Covid-19 này không có gì là chính xác, thưa quý vị. Có những bộ test kit thử bảo là âm tính nhưng mà thật ra là dương tính, hoặc là dương tính thì bảo là âm tính. Những cái bộ test kit dởm giả đều gây ra những cái hậu quả lớn, thưa quý vị. Và ở nước Mỹ này thì có tới 276 bộ test kit khác nhau của các hãng và độ chính xác thì không đồng đều, thưa quý vị. Nói chung là các cơ quan y tế yêu cầu là phải kiểm tra liên tục và kiểm tra bằng nhiều loại test kit khác nhau, thưa quý vị.
có bộ test kit này nó là âm tính, nhưng mà khi thử bộ test kit khác của hãng khác thì lại thành ra dương tính. Có những trường hợp tréo que như thế. Nhưng mà tùy theo cái giá tiền, tiền nào của đó. Thì việc mà phải chi trả những cái vấn đề như là kiểm tra COVID, thử COVID dương tính hay không dương tính, rất tốn kém thưa quý vị. Không hề rẻ tiền. Những cái vụ mà thử nghiệm real time PCR tốn hàng chục đô la cho mỗi người và chỉ có giá trị trong 72 tiếng đồng hồ. Do đó là nhiều hãng máy bay ở Hoa Kỳ này họ oải rồi quý vị. Nói chung là quá mệt mỏi. Người công nhân, nhân viên đều sẵn sàng bỏ việc, kể cả phi công. Hành khách thì nói chung cũng là một cái gọi là rất mong muốn được đi lại, nhưng mà lực bất tòng tâm rồi quý vị. Các hãng máy bay họ cho biết rằng là họ đã cố hết sức nhưng mà không thể vận chuyển cho hành khách mặc dù đã lấy tiền trước. Xin thưa vị là như vậy. Đặc thù của dịch vụ chở khách hàng không là họ hoàn toàn lấy tiền trước, tức là tiền họ đã nắm 100%, nhưng mà họ không thể nào mà làm dịch vụ được. Cho nên các hãng hàng không mong là sự thông cảm vì họ đã đuối sức rồi quý vị. Từ các hãng Delta Airlines, Northwest đều đưa ra những lời xin lỗi khách hàng vì bất tòng tâm, bất khả kháng, không có phi công. Phi công có nhưng mà không trình diện hoặc là cáo bệnh. Nhân viên thì cũng cáo bệnh rồi quý vị. Nói chung tình trạng thê thảm và không ai muốn lao ra đường khi mà cái dịch bệnh không biết có kiểm soát được hay không rồi quý vị. Mỗi ngày lúc thì xuống, lúc thì lên, lúc thì lên, lúc thì xuống. Lúc thì bạn thân bị nhiễm bệnh, lúc thì người quen bị nhiễm bệnh. Nói chung là hiện nay chúng tôi cũng đã nói là trên 40 mấy triệu người Mỹ đã nhiễm COVID-19. Cho nên là gần như là hơn 1/10 dân số đã nhiễm bệnh thưa quý vị. Tức là dân Mỹ có 330 triệu người thì trên 40 mấy triệu người đã bị nhiễm bệnh, tức là con số khoảng 10 mấy%. Tức là đi ra đường gặp 6-7 người thì có một người nhiễm COVID-19. Đây là con số mà khá kinh hoàng thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.